Đội bắt chó thả rông tại quận Thanh Xuân đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2018, là đơn vị tiên phong thực hiện mô hình này trên địa bàn thành phố Hà Nội. 3-4 con, nhưng mà dần dần thì nó rất là hạn chế. Cơ bản bây giờ đã giảm hoạt động theo hình này ra. Nếu mà giảm tới 90%. Có hiệu quả, nhưng đến nay, đội phản ứng nhanh bắt chó thả rông tại địa bàn quận Thanh Xuân đã tạm dừng hoạt động do còn gặp nhiều khó khăn. Độ tuổi trung bình của các thành viên từ 50 đến 60 tuổi, cộng với trang bị thô sơ, nhiều nguy cơ mất an toàn. Chó sau khi bị bắt cũng chưa có chỗ tập kết cố định, chưa có biện pháp phù hợp để chăm sóc. Mọi sự an toàn may rủi nếu bị tấn công chỉ trông cậy vào những mũi tiêm phòng dại mà các thành viên đã được tiêm phòng trước đó. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, Thịnh Bích, Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Sau 2 năm, mô hình bắt chó thả rông được trở lại với 14 phường trên địa bàn quận Ba Đình. Một ngày làm việc 2K từ 6 giờ đến 7 giờ sáng và từ 17 giờ đến 18 giờ chiều. Chỉ trong vòng một tuần hoạt động đã có gần 20 con chó thả rông bị bắt, trả lại sự an toàn cho người dân và giữ vệ sinh cảnh quan đô thị trên địa bàn quận. Thì chúng tôi đi sau đây là có chút kinh nghiệm của những người đi trước. Trước khi mà chọn thành viên của đội chuyên trách bắt chó thả rông thì chúng tôi đã lựa chọn tuổi và yêu cầu là nhanh nhẹn này, tinh nhuệ này và có sức khỏe. Có lực lượng y tế đi cùng để khi mà gặp nguy hiểm, tổn thương, bị cắn hay gì đó thì họ sẽ sơ cứu. Rút kinh nghiệm từ đội bắt chó thả rông của quận Thanh Xuân, đội bắt chó thả rông của quận Ba Đình đã chọn những thành viên trẻ hơn, có độ tuổi từ 20 đến 40 và có cán bộ y tế, công an phường đi theo hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc vây bắt chó. Bắt thì quá trình bắt thì gặp những con chó nhỏ cho cảnh nó đơn giản, nhưng gặp những con chó to là nó rất dữ. Có trường hợp chúng tôi bắt là chó cắn rách vợt. Tôi đã từng vì con chó nó to, nó dữ, chụp nó cắn rách vợt và chụp lại đã từng bị chảy xước tay, vì con khi mình chụp vợt đấy là con chó nó chạy đi và nó kéo theo cái tay mình mài xuống đường đấy, hai bàn tay. Và có những trường hợp là người dân là chủ chó, người ta xông vào, người ta giằng co với cả mình. Chúng tôi có một cái yêu cầu ấy với lãnh đạo cấp trên là sẽ nên, nếu có thể thì trang bị cho chúng tôi một cái công cụ nó tối tân hơn, ví dụ như là roi điện, thì khi thi hành công vụ chúng tôi nó dễ hơn rất nhiều. Tới đây thì có thể là đề xuất với chính quyền địa phương kể cả trang bị các loại súng bắn gây tê đấy, để mà giúp cho nếu như con nào nó ở cái trạng thái đấy thì có thể là dùng súng bắn gây tê để cái gì ạ, để mà làm cho cái con vật nó hết hung hăng và lúc đấy thì xử lý theo các cái quy định. Một tuần nay, các con phố trên quận Ba Đình trở nên yên tĩnh hơn, sạch đẹp hơn. Những người dân đi dạo, tập thể dục cũng cảm thấy yên tâm hơn, an toàn hơn. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu muốn duy trì và nhân rộng mô hình này thì cần có những biện pháp tốt hơn để bảo vệ những người thực hiện công việc này cũng như đạt được kết quả như kỳ vọng.